Taliban giao tranh ác liệt với phe kháng chiến tại thành trì cuối cùng. Lực lượng Taliban và các chiến binh trung thành với thủ lĩnh phong trào kháng chiến Ahmad Massoud đã giao tranh dữ dội tại thung lũng Panhi của Afghanistan. Sau cuộc giao tranh vào ngày 2 tháng 9 tại thung lũng Panhi, cả lực lượng Taliban và phong trào kháng chiến do thủ lĩnh Ahmad Massoud dẫn đầu đều tuyên bố gây thiệt hại nặng nề cho đối phương. Chúng tôi bắt đầu mở các chiến dịch quân sự sau khi đàm phán với nhóm vũ trang địa phương thất bại, người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid cho biết. Theo ông Mujahid, các tay súng Taliban đã tiến vào Panhi và giành quyền kiểm soát một số vùng lãnh thổ, ông nói. Họ, lực lượng kháng chiến đã bị tổn thất nặng nề, người phát ngôn Taliban khẳng định. Trong khi đó, người phát ngôn của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan, NZF cho biết lực lượng kháng chiến vẫn đang kiểm soát hoàn toàn tất cả lối ra vào Panhi và đẩy lùi nỗ lực chiếm quận Hotu ở lối vào thung lũng. Taliban đã nhiều lần âm mưu tấn công quận Hotu từ Zabu Saza và lần nào cũng thất bại, người phát ngôn NZF cho biết. Zabu Saza là một thị trấn ở tỉnh Pa'an lân cận. Hiện cả Taliban và phe kháng chiến NZF đều đưa ra những con số khác nhau về thương vong của bên còn lại, nhưng không đưa ra bằng chứng. Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid cho biết, các cuộc tấn công trong 2 ngày 1 đến ngày 2 tháng 9 của Taliban khiến ít nhất 34 thành viên phe kháng chiến thiệt mạng. Taliban cũng tuyên bố chiếm giữ 11 chốt kiểm soát ở phía bắc tỉnh Panhi. Trong khi đó, người phát ngôn của phe kháng chiến Fahim Zati cho biết lực lượng này đã tiêu diệt ít nhất 40 tay súng Taliban và đẩy lùi một số cuộc tấn công của Taliban nhằm vào Panhi. Taliban vây hãm Panhi, thành trì cuối cùng ở Afghanistan không do Taliban kiểm soát, suốt hơn một tuần qua song vẫn chưa thể phá vỡ tuyến phòng thủ của lực lượng kháng chiến. Các cuộc giao tranh giữa hai bên tiếp tục diễn ra khốc liệt khi đàm phán hòa bình không có tiến triển. Giao tranh giữa Taliban và phe kháng chiến nổ ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình đổ vỡ. Cả hai bên đều đổ lỗi cho bên còn lại vì sự thất bại của các cuộc đàm phán. Phe kháng chiến ở Panhi tuyên bố không đầu hàng khi Taliban chưa chấp thuận đề nghị về việc lập một chính phủ toàn diện, tôn trọng các quyền cơ bản của người dân Afghanistan. NZF cho biết Taliban chỉ đề nghị cho họ nắm từ 1 đến 2 ghế trong chính quyền mới sắp được thành lập, nhưng NZF đã từ chối đề nghị này. Phong trào kháng chiến chống Taliban do thủ lĩnh Ahmad Massoud dẫn dắt tại Panhi hiện thu hút sự tham gia của hàng nghìn người, gồm binh sĩ, lính đặc nhiệm của chính quyền Afghanistan cũ và các nhóm dân quân địa phương. Ahmad Massoud là con trai của huyền thoại chỉ huy kháng chiến Ahmad Shah Massoud. Ngoài ra, lực lượng kháng chiến ở Panhi hiện còn được lãnh đạo bởi cựu phó tổng thống Abdullah Saleh, người tự xưng là tổng thống lâm thời của Afghanistan sau khi tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani chạy khỏi đất nước. Người phát ngôn của Taliban cho biết việc công bố chính phủ mới sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Trong khi quan chức Taliban Amazullah Mukhtar nói rằng một buổi lễ công bố chính phủ mới đang được tổ chức tại dinh tổng thống. Hiện chưa rõ Taliban có đưa ra nhượng bộ nào với phe kháng chiến khi nội các mới sắp được công bố hay không.